Thành xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ngày hôm qua do chịu ảnh hưởng của lợi áp cao lạnh lục địa kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500m, nên khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và rải rác có nơi có rông. Các khu vực khác chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông ở một vài nơi, ngày nắng. Khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ thì tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa tây lưỡi cao cận nhiệt đới, nên thời tiết vẫn nắng nóng, oi bức và ít mưa trong ngày và đêm nay thì áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu dần đồng thời vùng áp thấp phía tây mở rộng dần sang khu vực phía đông nam thời tiết tốt trở lại ở miền bắc trời giảm mây ban ngày trời nắng và nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần lên khu vực các tỉnh ven biển miền trung mưa cũng có xu hướng giảm chỉ còn xuất hiện chủ yếu ở khu vực phía bắc đèo hải vân trở ra khu vực tây nguyên và khu vực nam bộ thì tiếp tục duy trì tình trạng nóng bức với nhiệt độ cao nhất trong ngày có thể tăng nhẹ tuy nhiên thì vào chiều tối có thể xuất hiện mưa rào và rông ở một vài nơi Cụ thể ngày hôm nay thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Không khí lạnh không còn tác động mạnh mẽ tới thời tiết của thủ đô Hà Nội, nhưng áp thấp nóng phía Tây phát triển cũng chưa đủ để tác động đến thời tiết ở đây, nên thời tiết vẫn còn rất dễ chịu. Trời giảm mây, chỉ có mưa rào nhẹ và rông ở một vài nơi. Nhiệt độ tăng nhưng vẫn chưa tới mức nắng nóng, cao nhất trong ngày phổ biến từ 28 đến 30 độ, đêm nay thấp nhất vào khoảng từ 22 đến 24 độ, độ ẩm vào khoảng 60 đến 80%. Thưa quý vị và các bạn, so với Hà Nội thì Hải Phòng vẫn còn chịu tác động của không khí lạnh nhiều hơn và còn do nằm ven biển nên độ ẩm trong không khí cao hơn, do đó khả năng có mưa sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên thì do không khí lạnh đã suy yếu nên chỉ còn có mưa vài nơi với lượng nhỏ. Nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 27 đến 29 độ, đêm nay thấp nhất vào khoảng từ 23 đến 25 độ. Độ ẩm trung bình vào khoảng từ 80 đến 90%. Trong những ngày sắp tới do áp thấp nóng phía tây phát triển nên các đô thị miền Bắc ít mưa và nhiệt độ tăng dần lên khả năng sẽ xuất hiện nắng nóng ở các đô thị phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất không vượt quá 35 độ. Vài nơi ở Đông Bắc Bộ sáng sớm vẫn có xuất hiện sương mù và trong ngày có mưa nhỏ. Trong ngày và đêm nay thì tại thành phố Đà Nẵng trời sẽ tiếp tục ít mưa, trưa chiều nắng với nhiệt độ tương đối ôn hòa và dễ chịu. Chiều tối sẽ có mưa rào và rông ở một vài nơi, nhưng lượng mưa không lớn, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay vào khoảng từ 30 đến 32 độ, về đêm vào khoảng từ 24 đến 25 độ, độ vào khoảng từ 70 đến 80%. Dự báo trong những ngày sắp tới, do áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng phạm vi hoạt động sang khu vực phía Đông, nên nhiệt độ tại khu vực thành phố Đà Nẵng và các đô thị ở miền Trung sẽ tăng cao, có khả năng sẽ xuất hiện nắng nóng ở một vài nơi. Nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất vào khoảng từ 36 đến 37 độ đang bao trùm khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị khác thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ. Trong ngày hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu gì của sự thay đổi. Trời không có mưa và ban ngày thì nắng nóng gai gắt, ban đêm oi bức, vẫn là thời tiết tại đô thị đông đúc ở phía Nam này. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ 34 đến 36 độ, về đêm vào khoảng từ 25 đến 27 độ. Độ ẩm không khí vào khoảng từ 45 đến 50%. Theo các chuyên gia thì quá trình đô thị hóa thiếu kiểm soát đã khiến thành phố Hồ Chí Minh bị hâm nóng từ ngày. Hậu quả là thành phố Hồ Chí Minh đang phải chịu tác động mạnh của hiện tượng đảo nhiệt đô thị. Diện tích bê tông bề mặt quá nhiều trong khi diện tích mặt nước, các mảng xanh ngày càng ít đi khiến lượng nhiệt đổ bộ xuống thành phố Hồ Chí Minh không được hấp thu mà bị dội ngược trở lại. Không những thế, đây còn là nguyên nhân khiến những cơn mưa nhiệt đới tập trung xuống thành phố Hồ Chí Minh ngày càng tăng về số lượng và quy mô. Cũng theo các chuyên gia thì một trong những biện pháp để khắc phục tình trạng này đó là cần tăng diện tích và chất lượng các mảng xanh đô thị, đặc biệt là trồng và bảo quản cây xanh lâu năm có nhiều bóng mát, có biện pháp thiết thực làm giảm lượng xe cá nhân trong nội thành, thay thế bằng các phương tiện giao thông công cộng, chuyển đổi xe chạy bằng khí hóa lỏng cho xe buýt, xe taxi và sử dụng năng lượng khác cho các loại xe khác cùng nằm trong sự khống chế của khối không khí nóng phía Tây, nên thời tiết tại khu vực thành phố Cần Thơ trong ngày hôm nay vẫn diễn ra nóng nắng và oi bức. Tuy nhiên thì do tại khu vực miền Tây Nam Bộ, hệ thống kênh rạch trăng chịt nên đất thấp và ngập nước nhiều nên độ ẩm không khí cao hơn đôi chút. Quá trình bốc hơi xảy ra liên tục góp phần điều hòa không khí nên nhiệt độ ban ngày tại Cần Thơ thấp hơn các đô thị khác thuộc miền Đông và thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày hôm nay thì nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 35 độ, về đêm vào khoảng từ 25 đến 26 độ đổm từ 50 đến 60%. Nắng nóng, ít mưa và khô hạn sẽ dẫn đến tình trạng thiếu nước ngọt cho sinh hoạt và xâm nhập mặn vào nội đồng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngày một gay gắt hơn. Do đó mà người dân nơi đây cần sớm có biện pháp để đối phó với tình trạng này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết đô thị sáng nay của kênh VTC14. Chúc quý vị và các bạn ngày làm việc hiệu quả. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.